Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay muốn chia sẻ các bạn một cái món đồ mà Peter mới mua. Thật sự thì Peter biết cái này cũng cả năm trước rồi, nhưng mà tới ngày hôm nay mới cảm thấy mua về thử. Nó có hai lý do. Thứ nhất là Peter đã dùng cái bình mà để mà bơm hơi này khi mà mình bị lủng xe bánh xe ở ngoài đường á. Thì Peter dùng cái này, thì bây giờ Peter mua một lần hai mươi mấy cái mà tới ngày hôm nay bây giờ chỉ còn có hai ba cái này, coi như là gần hết rồi. Thay vì mua lại cái này á, thì ngày hôm nay Peter đã mua một cái món mới, đó là cái này đây. Peter mua cái hiệu nó gọi là Six Plus, cái mẫu nó là AS2 Pro. Cái này nó gọi là Mini Bicycle Tire Inflator, có nghĩa là cái đồ bơm bánh xe bằng điện. À, xin lỗi, đồ bơm bánh xe bằng pin. Thì nó là cái cục này đây, nó nhỏ xíu vậy thôi. Ok, đây là cái lỗ mà để mà mình ấn vào cái vòi mình bơm, nó nhỏ vậy thôi. Thì khi mà mình mua cái này á, là Peter chọn cái mẫu này ở trên mạng á. Cái thằng này là cái hiệu này á, nó có 3 mẫu. Một mẫu á, nhỏ hơn cái này một chút xíu, thì cái đó nó bán là 90 đô, nó gọi là AS2 thôi. Còn cái mẫu này là cái mẫu ở giữa thì nó gọi là AS2 Pro. Thì cái thằng này là 100 lẻ 100 lẻ, chứ cho là 110 đô đi, thì thằng kia 90 đô, thằng này 110 đô, thì thằng này nó mắc hơn 20 đô. Và Peter sẽ nói tại sao Peter chọn thằng này. Và nó có một thằng anh lớn hơn, bự hơn cái thằng này. Thì cái thằng anh đó nó là cái mẫu AS2 Pro Max. Thì nó có 3 mẫu cũng cái hiệu này, mà 3 mẫu Peter chọn cái mẫu ở giữa. Lý do là tại vì á, cái thằng này thứ nhất là nó nhỏ nó gọn đó, các bạn thấy là nó nhỏ nó gọn. Thứ hai nữa, nó làm được cái việc bơm bơm bánh xe của mình khi mà mình bị sự cố ở ngoài đường. Và thứ ba nữa, Peter chọn cái mẫu này là tại vì cái mẫu này á, giá nó thứ nhất là rẻ rẻ, và thứ hai nữa là nó có cái màn, nó có cái LCD. Lát Peter bật lên thì các bạn sẽ thấy cái LCD này nó hiện lên. Ok, thì khi mà mình mua về á, nó trong cái hộp này thì nó có cái gì, để Peter bóc ra nhanh ra cho các bạn xem. Nó có cái quyển sách hướng dẫn. Ok, dĩ nhiên là mình cũng nên đọc sơ qua, nhưng mà Peter cũng biết cách dùng rồi. Thứ hai nữa, nó cho mình cái túi này. Cái túi này thì nó có những cái đồ linh tinh. Những cái đồ linh tinh này là những cái vòi mà mình có thể cắm vô, tại vì cái đồ này nè, cái đồ bơm hơi bằng pin này nè, mình cũng có thể bơm nhiều thứ khác. Mình có thể bơm xe hơi, xe mô tô, đại khái, và mình bơm những cái bánh xe mà để chơi volleyball hoặc là basketball. Tuy nhiên, tất cả những cái đồ trong cái bịch này Peter không có dùng, Peter sẽ cất nó vô trong cái hộp này. Và kèm theo nó cho mình một cái túi như vậy. Cái túi này là để mà nó gọi là waterproof, có nghĩa là chống mưa đó, chống nước á. Thì mình có thể bỏ cái này vô, và khi mình đạp nó không có vô nước thì cũng tốt thôi ha, mình zip nó lại. Đó, thì á, khi mà mình mua về nó có những cái đồ như vậy, và nó có cái đồ bơm đây. Thì cái đồ bơm này nó đã gắn sẵn cái miếng silicon này rồi, mình có thể tháo cái miếng silicon này ra nếu mà mình không dùng nó, để Peter tháo ra cho các bạn xem. Tuy nhiên, Peter recommend gắn cái miếng silicon này, lý do là tại vì á, khi mà mình bơm á, cái thằng này á, nó sẽ nóng, và khi mà nó nóng mình cầm vô nó sợ nó phỏng tay. Ok, thì nó gắn sẵn, nhưng mà nếu mà các bạn không muốn thì các bạn cũng có thể tháo ra, và Peter đã tháo ra cho các bạn xem luôn. Tháo ra nó là như vậy, đây là cái silicon case thôi, và tháo ra nó là cái nó như vậy đây, rất là đẹp, rất là gọn, rất là nhỏ. Như các bạn thấy nó nhỏ lắm, đây nè, nó nhỏ, và lát nữa Peter sẽ cân cho các bạn xem luôn. Peter, lý do tại sao Peter mua cái này, Peter mua cái này để cho nó tiện. Bây giờ bắt đầu Peter đi ra ngoài đạp á, Peter thông thường á, Peter đi ra ngoài đạp Peter đem đồ để bơm bằng cái này. Peter đem hai cái này, hai cái bình CO2 và cái vòi, để mà khi mà sự cố á, mình vặn vô và mình bơm hơi lên. Thì rất là nhiều lần Peter cần phải dùng tới hai cái luôn, mà rất là nhiều lần mà hư hết luôn hai cái, Peter phải dùng tới cái đồ bơm bằng tay. Thì á, Peter mua cái hộp này là Peter mua cái này nè, để làm chi, để thay thế cái này. Bắt đầu từ bây giờ trở đi á, Peter sẽ không có đem cái bình hơi CO2 này nữa, mà Peter chỉ đem cái này thôi.
Cái này nó có cái lợi là như vậy. Cái mẫu này nè, khi mà mình sạc pin đầy 100% thì mình có thể bơm 4 cái bánh xe này từ số 0 lên tới 70 PSI. Peter hiện bây giờ là Peter đạp cái vỏ xe là 28 và Peter bơm lên khoảng chừng 70-75 thôi. Peter không có bơm căng lắm. Peter lên 70-75 là Peter thấy đạp êm và cũng vẫn lướt, vẫn nhanh như bình thường. Thì Peter chọn cái mẫu này là tại vì cái này có thể bơm lên 4 lần. Thì với cái kinh nghiệm mà Peter đạp lâu nay thì cũng có rất là nhiều lần Peter phải dùng hai cái bình này để bơm bánh xe. Và cũng có lần Peter cho bạn của Peter mượn một xin một cái bị lủng ở ngoài đường ấy, thì đưa cho bạn Peter dùng. Thì Peter rất là nhiều lần dùng hết cả hai. Và Peter cũng cảm thấy là nhiều khi nếu mà mình có dư hơn á, hơn hai cái thì vẫn tốt. Thì cái thằng này nó cho mình làm tới 4 cái. Cái thằng em á, thằng nhỏ hơn hồi nãy Peter nói cái mẫu nhỏ hơn á, thì cái đó nó bơm hình như có 2 lần thôi. Tuy nhiên Peter chọn cái này là nó bơm được lên tới 4 lần và thêm có 20 đô à. Thứ hai nữa là cái thằng này nó có cái màn hình này nó hay hơn. Ok, nó cho mình cái con số để mà khi mà mình bơm lên nó sẽ ngưng ở ngay cái PSI mà mình cài đặt. Lát nữa Peter làm cho các bạn xem luôn. Thì á, bây giờ Peter sẽ cân cho các bạn xem thử là nếu mà Peter thay thế cái này với cái này thì Peter có bị nặng hơn hay không. Peter sẽ cân cho các bạn xem thực tế luôn. Nếu thông thường á, Peter đi xe đạp á, là Peter đem hai cái này, hai cái bình CO2 với lại cái vòi, thì hiện bây giờ nó nói là 132 gram. Bây giờ Peter không đem hai cái này mà Peter chỉ đem cái này 120 gram, nó nhẹ hơn. Thay thế cái hai cái CO2 này với cái này nó nhẹ hơn 120 gram. Làm lại cho các bạn xem nè, cho luôn cái bao này luôn đi, à, cho luôn cái bao nhựa này với lại cái bao này 142. Ok, đây là cái bộ Peter sẽ đem là 142. 134 có nghĩa là khác nhau có 8 gram à, không có thành vấn đề. Cho nên á, nếu mà các bạn ngại là cái này nó nặng, cái này không có nặng, cái này sẽ thay thế cái kia mà nó nặng hơn có 8 gram à. Cho nên đây là một trong những cái lựa chọn rất là tốt. Peter sẽ bật lên cho các bạn xem bật cái này lên như thế nào. Đây nó có 3 nút. Cái mẫu này là cái mẫu nó có 3 nút. Thì mình bấm cái nút ở trên này, nó sẽ bật lên. Nó bật lên thì ở đây nó có một cái con số nó chớp chớp và sau khi đó nó chớp nó ngừng. Thì hiện bây giờ cái Peter đã set cái đó là 75 PSI. Đây là cái mức mà nó cho mình biết là pin là nó ba nấc, có nghĩa là nó đang là 100% pin rồi, Peter sạc đầy rồi. Thì bây giờ ví dụ như Peter chỉ cần muốn bơm cái bánh xe của Peter lên 70 thì Peter sẽ chọn cái số này. Đây là cái nút lên xuống nè, xuống nè, xuống nè, lên nè. Ok, thì bây giờ để Peter làm cho các bạn xem, Peter không có để cao quá rồi để cho đỡ tốn thời giờ, thì Peter sẽ bơm nó lên tới 60 rồi. Khi mà nó lên tới 60 nó sẽ ngừng, cái tự động nó sẽ ngừng. Và hồi nãy Peter có nói là Peter mua cái mẫu này là tại vì nó có cái màn hình đây để cho mình dễ kiểm soát, để kiểm soát khi mà mình bơm. Thì bây giờ Peter đã để cái này ở cái mức là 60 PSI. Ví dụ như đây là cái bánh xe của Peter đây, ví dụ như là mình đang đạp ngoài đường mà mình bị sự cố rồi mình thay bánh xe, thay ruột xong rồi thì dĩ nhiên là cái ruột nó không có hơi đúng không? Peter xì hết hơi ra, xì nó mềm xuống đó, coi như là cái xe này giờ là mềm xèo luôn nè, không có hơi. Ok, thì mình sẽ làm như thế nào, mình lấy cái này nè, Peter để cái máy gần lại cho các bạn xem. Khi mà nó bơm á thì cái tiếng ồn của nó cũng hơi ồn, nó cũng hơi to ha. Nhưng mà ở ngoài đường thì cũng không sao, nhưng mà giờ Peter đang làm trong garage thì các bạn cũng bỏ qua nha, nó hơi ồn. Bây giờ mình ấn cái này vô cái vòi. À, một cái Peter muốn nói nữa là nếu mà mình để cái máy này á mà sau 1 phút mà mình không làm gì hết là tự động nó tắt, nó tiết kiệm pin. Thì giờ mình bật nó lên lại. Bấm cái nút này. Nó lên lại và nó chớp chớp số 60.
nó sẽ chớp chớp khoảng chừng 2-3 giây và nó ngừng, nó trở lại cái số 0. Số 0 là coi như là nó chuẩn bị để mà mình bơm nè. Thì bây giờ Peter sẽ ấn cái này vô cái vòi. Và bây giờ Peter sẽ bấm cho nó khởi động. Bấm cho nó bơm nè. Và khi nó bơm các bạn thấy cái con số nó nhảy nè. Và khi mà nó tới 65 à 60, hồi nãy Peter để 60 thì nó sẽ tự động nó ngừng. Các bạn thấy nó bơm cũng khá nhanh đó. Mới có tí xíu đây mà nó đã lên tới 40, 45 rồi, 47, 48. Sáu mươi nó ngừng, các bạn thấy không? 61 nó ngừng. Đó, thì khi nó ngừng như vậy mình giật ra là coi như cái bánh xe mình bây giờ là đang ở cái mức 60. Bây giờ nếu mà các bạn muốn mạnh hơn, muốn nó ấy hơn thì các bạn bây giờ Peter sẽ cho cái này lên 70 nha. Và khi nó ngừng á các bạn giật ra liền, không thôi nó bị xì hơi. Đó, bây giờ nó ở 70 nè. Tuyệt vời như các bạn, Peter chỉ có mới dùng thôi mà Peter rất là thích nó. Rồi, mình ấn xuống. Ấn nó xong rồi mình bấm start. Nó tiếp tục nè các bạn. Các bạn thấy không? Hồi nãy ôi nó lên 70 nó ngừng luôn rồi. Nhanh quá. Bây giờ Peter sẽ cho nó lên 75. 75. Khi mà mình ấn vô á là mình bấm start và nó đi lên. Bảy mươi lăm ngừng, giật ra. Thì khi mình giật ra như vậy á, là hiện bây giờ cái bánh xe của mình nó đang ở cái mức 75 rồi. Hơi mềm, Peter sẽ cho nó lên 80 đi, để chuẩn bị cho ngày mai đạp luôn. Thông thường á, là Peter đạp 70, 75 cho 80, ok. Tại vì cái bánh mà 28 này Peter cảm thấy là mình đừng có bơm căng quá. Rồi, nó ngừng. Các bạn thấy là Peter quảng cáo cái ruột right now, tới bây giờ Peter vẫn đạp cái ruột right now. Và cái ruột đó rất là nhẹ, TPU rất là nhẹ. Và hoàn toàn tốt đẹp. Đó, thì cái đồ này, cái đồ bơm này rất là hay. Peter tiện thể, Peter kiểm tra cái bánh xe này đằng sau, bánh xe đằng sau nè. Bơm luôn để cho ngày mai ra, khỏi cần phải bơm nữa. Ngày mai ra đạp thôi. Khi mà bấm vô á là nó cho mình biết là hiện bây giờ cái bánh xe mình nó đang ở cái mức nào. Đang ở 61, bấm cho nó chạy. Nó ngừng. Rồi xong, 80 nó ngừng. Và khi mà mình bơm á mình cảm thấy nó hơi nóng nóng này, nhưng mà nó nóng cũng không đến nỗi mà nóng lắm. Khi mà mình mua cái này về á là nó đã gắn sẵn ở trong cái silicon này rồi, để mà khi mà mình dùng nó mình không có bị nóng với tay, tại vì mình cầm cái này nè, hiện bây giờ nó đang ấm nè. Sau khi Peter bơm hai bánh xe là Peter cảm thấy nó cũng hơi nóng nóng. Thưa các bạn, là sau khi Peter bơm hai cái mà pin nó vẫn còn rất là nhiều, khỏi cần phải recharge nữa. Và sau một phút nếu mình không làm gì hết á, thì tự động nó tắt để mà nó tiết kiệm pin, rất là hay luôn. Và cái này để Peter gắn nó trở lại cái này để lúc mà mình bơm nó không có bị nóng tay. Đó, như các bạn thấy á, là nó là như vậy. Và Peter sẽ bỏ nó vô cái túi này. Waterproof. Lỡ may mà giả tỷ như mình đi mà nó mưa hay gì, nó vô cái này nó không có bị hư. Ok. Và dĩ nhiên là cái đồ bơm này á, là chỉ có lấy ra khi mình cần dùng nó thôi, chứ thật sự nó khi sự cố thôi. Và cái này á, nó nằm ở trong cái túi xe đạp của Peter. Hiện bây giờ á, là Peter đạp, Peter thích có cái túi này hơn là cái mà gắn ở đằng sau. Tại vì á, trong cái túi này á, hiện bây giờ Peter để nhiều thứ khác hơn. Là Peter để đồ ăn nè, gel nè. Đồ ăn, gel. Rồi ruột. Ruột bánh xe. Một vài thứ trong này. Tại vì á, thưa các bạn á, cái này á, thì nhìn nó cồng kềnh, nó to. Và khi mình đạp á, nó...
nó nặng hơn chút xíu. Tuy nhiên Peter không có phải là cái loại mà đạp đua với ai hết đó, cho nên Peter thích có đầy đủ đồ hơn là thiếu đồ. Thì bây giờ Peter dùng cái này, Peter bỏ vô đây. Hai cái bình CO2 này với lại cái vòi này là Peter không có cần nữa, để ở nhà. Cái video này là chia sẻ với các bạn cái bộ cái đồ bơm bằng battery mà Peter mới mua. Cái mẫu này. Ok ha. Rồi, thân mến chào các bạn, hẹn các bạn trong cái video sau nha.